Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 146 Mấy ngày nay lại đến phiên tước trà và tôn lý trực. Vì đã rút lui, tôn lý ở ngoài trình lý trang bị, dư dung và tước trà vẫn canh giữ ở kim nhân môn, theo dõi tưởng Bách Xuyên và chờ viêm thác tưởng Bách Xuyên đã có thể tự do, trong cơn hưng phấn, thường ngủ giữa đường và chỉ có dư dung gọi về. Tước trà thường nhìn tưởng Bách Xuyên điên cuồng nhảy lên rồi ngần người. Sau 50 tuổi, tưởng Bách Xuyên thường chắp tay sau lưng chậm rãi đi bộ, ngại chạy mệt mỏi. Hắn không thích nói nhiều với tước trà, chỉ nói rằng nếu việc lớn thành công, có thể sống lâu trăm tuổi. Giờ đây, không biết hắn có đạt được ước muốn hay không? Buổi tối hôm nay, Tước trà nấu một nồi sai, có món mặn và món chay, còn có tương bao. Khi Viêm Thác trở về, mỗi người cầm một chén giấy, gắp thức ăn chấm tương, giống như ăn lẩu. Nồi nước sôi lăn tăn, hơi nước bốc lên thơm lừng, Tước trà nghe mà thấy thỏa mãn. Dư Dung nằm một bên, một tay gối đầu, tay kia vứt đạn cầu chơi. Tước trà bắt chuyện với nàng, sau khi xong việc này, người dự định đi đâu? Dư Dung đáp, trước tiên thanh lý nam ba đầu khỉ. Tưởng Bách Xuyên đã mất, hình thâm không còn, Dư Dung tự nhận trách nhiệm giải quyết hậu quả. Dư Dung cũng giống như nhiếp cửu la, được tưởng Bách Xuyên trọng dụng. Sau đó, xem có thể về Thái Lan không? Tước trả hỏi, trong nước không tốt sao? Dư Dung nói, tốt nhưng không hợp với ta, ta không quen sống có khuôn phép. Tước trả ồ một tiếng, nói, Ta chưa bao giờ ra nước ngoài, lão tưởng cũng ít khi dẫn ta đi. Lại suy nghĩ, người nghĩ người như ta đi Thái Lan có đường ra không? Dư Dung đáp, có, người có bản lĩnh đi đâu cũng có đường ra. Tước trà vừa mừng vừa sợ, nhìn thấy Viêm Thác trở về. Dư Dung lười biếng đứng dậy. Những ngày này đã quen thuộc, khi Viêm Thác trở về là có thể ăn cơm. Tiếng bước chân của Viêm Thác tiệm cận. Dư Dung mở nắp nồi, cầm đũa khuấy sai, không ngẩng đầu lên, lại không có gì mới sao. Viêm thác không trả lời, rửa mặt xong, ngồi cạnh nồi, không phải. Không phải, Dư Dung còn cho là mình nghe lầm, nhưng thấy viêm thác rửa mặt xong, mới phát hiện lần này có chút khác biệt. Viêm thác mắt sáng, mặt đỏ, phấn chấn, các ngươi không ngờ đâu, ta gặp Alamama, Bùi Kha. Hắn vừa ăn vừa kể, kể đến chỗ khẩn yếu, dừng đũa, kể mệt, lại tự nghỉ, vùi đầu ăn. Dư dung và tức trà nghe chăm chú, bưng bát chờ, một nồi sai hơn phân nửa vào bụng viêm thác. Nghe xong, hai người nhìn nhau, đều thấy sợ hãi và hoài nghi. Câu chuyện bùi kha tuy kinh người nhưng vì thuật lại, nên bớt đi phần rung đồng. Viêm thác nói, nhấp nhị bị ném vào giàn thủy. Viêm thác gật đầu, nhai miếng thịt bò. Tước trà hỏi khéo người định làm gì sau này viêm thác buông bát lau miệng nước quá lớn chờ mùa khô dư dung và tức trà kinh ngạc cố gắng giấu lo sợ bằng cách gắp thức ăn sau khi vào kim nhân môn tước trà hỏi dư dung viêm thác có điên không nghe nói có một loại điên mà ngoài mặt không thấy nhưng hành động điên rồ mùa khô lại đến làm gì nghe giọng hắn không giống muốn tế điện định vớt xác sao ngày hôm sau theo kế hoạch khóa kim nhân môn là đội đúng hạn đến đón tâm trạng vui vẻ chào dư dung dư giáo sư nghiên cứu xong rồi à dư dung xấu hổ lần đầu được gọi giáo sư nhìn sơn động tường thúc ở lại không thể hưởng phúc phải kiếm ăn nhìn viêm thác vẫn thần khí như thường như không phải chỗ thương tâm tới gần sơn khẩu thông tin tín hiệu khôi phục Viêm Thác nhận được điện thoại của Lâm Linh. Không phải tin tốt. Lâm Linh nói Thái Tiên Sinh, người lấy điều khắc của Nhất Cửu La, giới thiệu lớp học, là cổ đông, thường đến. Lâm Linh gặp Lư Tỷ, sắc mặt không tốt, đến tìm Thái Tiên Sinh. Viêm Thác không hiểu, Lư Tỷ sao rồi, có chuyện gì, hắn còn muốn giúp một tay. Lâm Linh lo lắng, Viêm Thác, ngươi không nhận ra sao. Nhếp tiểu thư đi cùng ngươi đã hơn hai tháng, không có tin tức gì, mất tích. Viêm thác khẽ giật mình. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trở lại với thực tại, chết là chết, không có là không có, không ai hỏi. Nhưng trong thế giới thực, người mất tích, thân nhân sẽ báo án, cảnh sát điều tra. Lâm Linh nói, Lư Tỷ nghi ngờ từ trước, nhưng nghĩ người có gia đình, không phạm tội, nên không nghĩ nhiều. Nhưng đã lâu như vậy, viêm thác ừ một tiếng, nàng báo án chưa? chưa, nàng không muốn phiền phức nên tìm Thái Tiên Sinh. Thái Tiên Sinh có quan hệ rộng, biết nhiếp tiểu thư sẽ gây phiền toái, ta báo người biết. Viêm thác nói, tùy, nếu có chuyện, để luật sư giải quyết. Hắn mệt mỏi, không muốn dính vào rắc rối, chỉ muốn yên tĩnh. Lâm Linh nhắc, ta đã chuyển ra ngoài, nhưng khóa chưa kết thúc, ta thuê phòng gần đó, ta khuyên người không về tiểu viện, lư tỷ sẽ không mở cửa đón ngươi. Viêm Thác trầm mặc, cúp điện thoại. Không thể quay về, đó là bất động sản của Nhấp Cửu La, hắn không có quan hệ pháp lý, càng không thể về khi bị nghi ngờ. Hắn nhìn lại, phải chờ tới mùa khô, ít nhất còn nửa năm. Viêm Thác không về tiểu viện, về nhà. Lâm Hỉ Nhu không có, mọi việc trở lại tay hắn. Công ty vẫn vận hành bình thường, dù không có chủ, vẫn kéo dài một năm nửa năm. Công ty ổn định hắn xử lý việc vặt. Thành lý vườn gieo tầng 2, nông trường thật sự. Lập nhóm nhân sự và tài vụ, giả soát các giao dịch của Lâm Hỷ Nhu. Giữ lại biệt thự hùng hắc, một phần để tỉnh táo, phần khác là biệt thự dưới danh nghĩa hùng hắc, hắn không xử lý được. Hai việc lớn, một là quạng mỏ của phụ thân, là lối ra thanh nhưỡng, chưa an tâm. Chuyển tay chỉ là thủ thuật che mắt của Lâm Hỷ Nhu, thực tế vẫn thuộc hắn hắn tìm hiểu, thường giếng mỏ bị phong, trách nhiệm thuộc xí nghiệp, phải đổ đầy phòng ngừa sụp đổ. Hắn dùng lý do này báo cáo, yêu cầu đổ đầy. Một màn này có chút không hiểu, nhưng chính quyền không từ chối. Thứ hai là hỗ trợ dư dung dò xét nam ba đầu khi. Ban đầu hắn định tự đi, nhưng đang bận quọng mỏ, dư dung bảo đảm tài chính, mua trang bị, còn người thì xem tình huống. Viêm thác không kiên trì, Nghĩ rằng nam ba đầu khỉ không quá hung hiểm Không ngờ, vài ngày sau, Dư Dung báo cáo hoàn tất Dư Dung hỏi, người biết có gì ở đó không? Viêm thác nhớ đến quỷ dị kêu gào, không chắc, địa kiêu Dư Dung nói, đúng, địa kiêu Lầm hỉ ngu tại Thạch Hà có nhiều điểm rừng, người không đi qua Ta nghĩ đây là hang ổ của nàng, có một dương lớn bùn nhưỡng Viêm thác khẩn trương, người có bị thương không? Dư Dung cười, người nghĩ đó là địa kiêu lợi hại. Không, đó là nhóm địa kiêu yếu, sợ ánh sáng, ban ngày co đầu rút cổ. Viêm thác hiểu ra, nhóm địa kiêu này bị phế, yếu kém, ban ngày sợ ánh sáng, đêm mới hoạt động. Đó là lý do họ nghe tiếng quái đêm đó. Viêm thác hiểu lâm hỉ nhu thường lên núi, bắt người chỉ là phụ, quan sát nhóm này mới là mục đích. Hắn hỏi, người định xử lý nhóm này thế nào dư dung nói giống lý nguyệt anh cho tường thúc làm bạn lý nguyệt anh bị đâm cột sống không chết dư dung trói tay chân để lại thanh nhưỡng viêm thác nói vậy cũng tốt lại nhắc dù ngươi đi đâu nửa năm sau tìm ta ta có việc dư dung định nói ngươi điên sao lại nuốt lời nói được việc lớn nhỏ hoàn tất viêm thác có thể chuyên tâm chuyện riêng nửa năm, dài dằng dặc cũng ngắn ngủi. Nửa năm này, Lâm Linh không trở về, chỉ gọi điện, nói đang học điêu khắc, nhưng khóa học đã kết thúc từ lâu. Viêm thác không truy vấn, Lâm Linh quyết định, muốn bay bao xa tùy nàng. Thái tiên sinh mang đến phiền toái, viêm thác không giận còn vui mừng vì nhấp cửu la có người lo lắng. Hắn ra ngoài một lần, gặp chiêm kính. Chiêm kính say rượu, lại nhải chuyện cũ. Viêm thác cảm thấy tốt cười, hoang đường. Chiêm kính nói kỹ hơn, cho rằng bùi kha bị nhiếp Tây Hoàng giết. Viêm thác hỏi, sao không phải bùi kha muốn giết nhiếp Tây Hoàng? Chiêm kính không hiểu, ha? Viêm thác không nói thêm. Hắn thấy bùi kha, tâm kế nàng tĩnh mịch hơn thường nhân. Có lẽ bùi kha muốn giết nhiếp Tây Hoàng. Tưởng Bách Xuyên mời bùi kha đi thanh nhưỡng, nhiếp Tây Hoàng không cần đi, hắn còn có con gái. Nhưng hắn vẫn đi, có lẽ bùi kha lập kế, muốn báo thù lại muốn rũ sạch mình. Nhếp Tây Hoàng không biết thê tử muốn giết mình, nên buồn bã tưởng niệm. Là ai muốn giết ai, chỉ có bùi kha biết. Viêm thác dành thời gian lặn. Hắn nghiên cứu lặn, mời huấn luyện viên, tìm hiểu sông ngầm, quan tâm thiết bị. Hắn không bi thương, khi buồn, xuống nước, ngâm mình đến một giây cuối. Hắn mơ thấy nhếp cửu la, tóc dài, mắt đỏ, hỏi, viêm thác, người hứa tìm ta, sao không tìm? Trong mộng, viêm thác biết đó là giấc mộng. Hắn nói, tin ta, ta đã hứa, sẽ giữ lời. Nửa năm sau, viêm thác nín thở trong hồ bơi, từ 3 phút 50 giây lên 4 phút. Trên mặt nước phản chiếu bóng dáng quen thuộc. Viêm thác xuất thủy, lau mặt. Là dư dung, nàng mặc áo sơ mi lòe loẹt sau tay mang điếu thuốc. Tước trà ngồi trên ghế, mặc áo vệ sĩ, đeo giày Martin, mũi còn đeo khuyên. Viêm Thác thở dài, nhớ lại lần đầu gặp Tước trà, nàng mặc váy dài, tóc dài, gương mặt tinh xảo. Gần mực thì đen, dư dung đã thay đổi thẩm mỹ của Tước trà. Viêm Thác ngẩng đầu, các ngươi đến rồi. Dư Dung nhìn hắn từ trên xuống, ngồi xổm xuống, ngươi vẫn muốn đi. Viêm Thác nói, đi. Chương 147 vẫn kiên trì muốn đi, có vẻ nửa năm nay, không thể nào làm nguội đầu óc này được. Dư dùng híp mắt nhìn hắn, viêm thác, người có biết đó là một con sông không? Điều này còn cần phải biết sao? Viêm thác cười, dùng khăn lau người. Dư dùng, người có biết nước sông luôn luôn chảy, đặc biệt là khi có lũ, dòng nước rất mạnh. Viêm thác hỏi, người có muốn uống gì không? Dư dùng không quan tâm đến hắn, dù ta có kém về địa lý, cũng biết địa thế Trung Quốc cao ở phía Tây và thấp ở phía Đông, nước chảy từ Tây sang Đông. Chúng ta ở khu vực Hoàng Hà, đầu kia của giản thủy rất có thể chảy về Hoàng Hà. Sau đó tất cả các con sông đều chảy ra biển. Không sai, viêm thác buồn bực nhìn nàng, ngươi muốn nói gì? Còn giả vờ ngu, dư dung thực sự muốn chọc cười, ngươi đã từng nghe ai rơi vào dòng Hoàng Hà mạnh mẽ, sau 7, 8 tháng vẫn còn tìm thấy xác không? thi thể đã sớm không còn ở đó. Viêm Thác Viêm Thác nói, người dám chắc chắn trăm phần trăm không? Dư Dung im lặng, ai dám chắc chắn trăm phần trăm chứ? Viêm Thác cười, trong nụ cười có chút đắc ý, người thấy không? người cũng không dám nói chắc, A à La có ở đó hay không, chúng ta phải xem mới biết được. Cách đó không xa, tước trà thở dài, đổi chân bắt chéo, lần này trên đường tới, Dư Dung nói nhất định phải làm cho Viêm Thác tỉnh ra hiện tại xem ra, không có khả năng. Dư dung bướng bỉnh, viêm thác, trong lòng ngươi có phải cảm thấy nhiếp nhị vẫn chưa chết không? Viêm thác nghiêm túc trả lời, người ta nói mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt thấy, mới thừa nhận đúng hay không? Đây là điên cuồng đến tận xương tùy, dư dung không thể tưởng tượng nổi, ngươi không phải đã tận mắt thấy bùi kha. Viêm thác, khi ở tuyến ngầm, tình trạng của ta cũng rất kích động, ta không thể chắc chắn Ala có thực sự chết hay không. Bùi Kha sau đó không phải đã nói với ngươi sao? Nàng chỉ nói miệng, không có chứng minh xác thực. Dư dùng hít một hơi sâu. Cuối cùng nàng cũng hiểu được thế nào là chỉ cần ta không thừa nhận, mọi thứ đều không phải là thật. Viêm thác thật sự là hiếm thấy, vắt óc dùng một phần trăm khả năng để lật ngược 99% sự thật, thuyết phục mình không nói, còn muốn thuyết phục cả thế giới. Nàng hỏi, nếu như ngươi mãi mãi không tìm thấy thi thể nhiếp nhị, vậy trong lòng ngươi, nàng vẫn còn sống. Viêm thác ném câu hỏi ngược lại, ngươi nói như vậy. Thi thể không có, tại sao nhất định phải cho rằng người ta đã chết? Còn sống không tốt hơn sao? Chỉ là ta không tìm được mà thôi. Hắn lau tóc, bước vào phòng tắm. Dư dùng nhìn bóng lưng hắn nghiến răng nghiến lợi, câu chuyện nói không sai, ngươi không thể gọi dậy một người già vờ ngủ. Người này giả vờ đến nghiện, ngăn chặn lỗ tai, coi như tiếng sấm cũng không tồn tại. Tước trà khuyên, thôi bỏ đi. Dư Dung, không phải, vì sao không thể từ bỏ chứ? Một câu nói, bỗng nhiên khiến Tước trà cảm thấy cảm khái, trên đời này, quá nhiều người nói bỏ là bỏ. Trước kia, ta mang đi Tôn Chu, kiều á không chút dãy dụa liền bỏ hắn, còn ta cùng lão tưởng, ngươi cũng thấy hai bên bỏ nhau thế nào. Bây giờ có một người không chịu từ bỏ không tốt sao nhưng hắn không tỉnh táo tước chả nói nếu như hắn không tỉnh táo mà lại vui vẻ thì cứ để hắn không tỉnh táo hắn không tỉnh táo nhưng không hại ai cần gì phải sửa đổi hắn lại nói sao người biết hắn không tỉnh táo có thể hắn tỉnh táo hơn ai hết có thể hắn tỉnh táo hơn ai hết chỉ là hắn từ chối sự thật như đứa trẻ vô lại kéo dài được bao lâu thì kéo dài thôi. Tiếp tục đến sơn khẩu. Tôn Lý và vài người khác cũng đến, một phần để giúp đỡ, một phần để thăm tưởng Bách Xuyên. Nửa năm trôi qua, vẫn chưa đến mức cảnh con người mất, những người đánh xe vẫn ở đó, lừa cũng ở đó, đội ngũ còn đông hơn. Những người đánh xe nhận ra Dư Dung, rất nhiệt tình chào hỏi, Dư giáo sư, lại đến làm nghiên cứu à? Để phù hợp với hình ảnh giáo sư, Dư Dung không dám mặc quá lòe loẹt, thay khăn hoa bằng khăn trắng, đeo kính không độ. Nàng đẩy kính trả lời, "Đúng vậy, nhiệm vụ từ trường học rất nặng, lại tới." Viêm Thác mua nhiều trang bị, vận chuyển mấy chuyến vào núi, nhiều nhất là bình khí, đồ lặn, đèn pin và các trang bị lặn thông thường. Những trang bị mới nhất không mang vào được vì đường vào kim nhân môn quá hẹp, phải chọn những thứ nhẹ và linh hoạt. Viêm Thác và Dư Dung làm tiền đổi." mang một phần trang bị vào núi. Trên đường, không thể không nhắc đến Bùi Kha, nửa năm trôi qua, không biết kế hoạch của nàng có suôn sẻ hay không, cũng không biết có bao nhiêu người đã bị biến thành bạch đồng quỳ. Dư Dung bất ngờ nói, người khác ta không biết, hình thâm. Rất có thể thích nghi, người này luôn cảm thấy sinh sai thời đại, xuống đó có khi lại hợp như cá gặp nước. Viêm thác không nói gì, nếu đã đến nước này, thích nghi cũng tốt, hy vọng ở vách núi vẫn sinh hoa, đáy vực cũng có thể có hoa. Một lát sau, hắn hỏi, có cơ hội gặp lại hắn không? Dư dùng đáp, có thể, nếu như hắn giống bùi kha, nhất thời hứng khởi, chạy tới giản thủy, thì có cơ hội gặp lại. Nhưng vẫn đừng, lỡ hắn muốn mang ta xuống, hưởng phúc, ta không chịu nổi. Viêm thác chỉ nghe câu đầu của nàng. Có thể, nhiều người như vậy, cũng có thể gặp lại, trời công bằng chút, cũng chia cơ hội cho Ala. Mấy người nghỉ ngơi một đêm ngoài động, ngày hôm sau bắt đầu công việc, mỗi người phụ trách công việc của mình. Viêm thác, dư dung và tức trà dẫn đầu nhóm trang bị đến giản thủy, tôn lý và những người khác chia thành hai nhóm, thay phiên canh giữ kim nhân môn, tiếp nhận vật tư mới từ người đánh xe và vận chuyển lượt tới giản thủy. Kim nhân môn đóng mấy tháng, mở lại có mùi khó chịu, có lẽ do mùa khô, không khí khô hanh, nhìn quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tôn Lý có chút lo lắng, dùng tỉ, tưởng, tưởng thúc đâu rồi? Dư dùng đáp, dưới này lớn như vậy, lão không nhất thiết ở đây, ở đâu cũng có thể, an tâm chờ xem, lần này ở lại lâu, luôn có thể gặp. Nói xong, nàng chào viêm thác và tước trà lên đường. Viêm thác mang theo vài chiếc xe kéo nhỏ, tuy đường dưới không bằng phẳng, nhưng có xe kéo vẫn tốt hơn mang vác, hắn và dư dung thay phiên kéo xe, tước trà thỉnh thoảng phụ một tay. Đi được một đoạn, dư dung leo lên cao huyết sáo, cố gắng dẫn tưởng bách xuyên ra, tước trà tâm tình phức tạp, vừa muốn gặp hắn, vừa không muốn gặp. Đi hơn nửa đoạn, không thấy hồi đáp, tước trà không nhịn được nói, dư dung, có khi nào phía dưới không có ăn, tưởng thúc đã chết đói không? Lời chưa dứt, viêm tháp đột nhiên di ơ súng lên, chỉ họng súng, nghiêm nghị, ai? Chết tiệt! Có biến sao? Dư Dung chửi thầm mình chủ quan, cũng giơ súng, dù mọi người ngầm thừa nhận dưới này an toàn, nhưng vẫn sợ vạn nhất, nên cần thiết mang theo trang bị, thậm chí còn mang cả bom cay. Quát một tiếng xong, không có gì khác thường, thậm chí tiếng động viêm thác vừa nghe cũng dừng lại. Viêm Thác nuốt nước bọt, ra hiệu cho Dư Dung, gìm súng, chậm rãi vòng qua tầm mắt bị che khuất. Một giây sau, hắn thở phào, hạ họng súng thần sắc phức tạp, nói là Lý Nguyệt Anh. Lý Nguyệt Anh, dư dùng phản ứng mấy giây, vô ý thức tiến lên. Đây cũng là bạn cũ. Lý Nguyệt Anh ngồi xổm lưng quay lại, vì quá gầy, cả người như nhỏ hơn một vòng. Trong tay nàng nắm chặt nửa con chuột, có phải chuột không chưa chắc, viêm thác chỉ thấy đuôi chuột còn đong đưa, nói là nửa con vì đầu chuột đã mất, còn miệng Lý Nguyệt Anh đang cắn. Tiếng động hắn nghe được, Hóa ra là lúc nàng ăn phát ra, bị họ làm gián đoạn. Đối mặt một lúc, Lý Nguyệt Anh tiếp tục cúi đầu gặm, tiếng gặm nhấm vang lên. Viêm Thác cảm thấy hoảng sợ, nói: "Đi thôi." Đi một đoạn, quay đầu nhìn lại, Lý Nguyệt Anh vẫn ngồi đó, vai run run, miệng nhỏ nuốt. Viêm Thác nói: "Chúng ta với bọn họ, nhất định phải như vậy sao?" Câu nói không hoàn chỉnh, nhưng dư dung hiểu, dù ai nhìn tràng cảnh vừa rồi tâm trạng cũng không dậy nổi, nàng buồn bã, không có cách nào, không thể cùng tồn tại. Không thể cùng tồn tại. Nàng thậm chí không thể lo được tưởng Bách Xuyên, làm sao lo cho Lý Nguyệt Anh. Lại đến giản thủy, mùa khô quả nhiên là một cảnh tượng khác, mực nước thấp hơn một mét, nước gần như không chảy. Tất nhiên, không chảy chỉ là giả tưởng, viêm thác biết, chỉ cần vào nước, sẽ cảm nhận được dòng chảy. Xe kéo nhỏ dừng bên bờ, đèn dùng chiếu sáng xung quanh đen kịt ánh sáng duy nhất như đốm lửa dần dần vẽ ra lân cận nơi viêm thác từng lưu lại dạ quang u ám a à la ngươi ở đâu ta để lại mấy bình dạ quang có thể về ta không dư dung nhìn quanh bắt đầu từ đâu viêm thác giơ tay chỉ về phía sông có cây treo dây thừng chỗ đó bùi kha đứng tế điện a à la nàng hẳn ném a à la xuống đó hắn phải bắt đầu từ đó, dòng nước mạnh chính là nơi hắn muốn tìm từng tấc. Bởi vì kiểm tra sông, độ sâu hạn chế so với lặn thực tế nhẹ nhàng hơn, chỉ cần trang bị nhẹ nhàng. Viêm thác mặc đồ lặn, mang theo đèn, bình khí và dây thừng. Theo lệ, từ dư dung thả hắn xuống. Dư dung quyết tâm không dội hắn nước lạnh, nhưng nhìn giản thủy đen kịt, bỗng khẩn trương, hỏi, viêm thác, người thật muốn tốt rồi ta nói cho ngươi giản thủy không phải hồ nhân tạo bên trong không có tôm tép lỡ có quái vật quái vật trong phim thám hiểm không thiếu dư dung cảm thấy chỉ cần dính đến sông ngầm bên trong không yên bình viêm thác trần trừ một chút nếu chuyến này không thu hoạch gì lại gặp quái vật vậy nửa năm này chủ tính coi như thành phí công nhưng cũng chỉ trần trừ chút rất nhanh liền cười nghĩ kỹ rồi dư dung thở dài nhìn viêm thác vào nước. Đoạn giàn thủy này rất dài, kiểm tra đáy sông không phải một ngày hai ngày có thể xong, dư dung và tước trà đều chuẩn bị cho công việc dài hạn. Viêm thác tiến lên trong nước, hai nàng di chuyển trên bờ, theo sau, chờ viêm thác. Sợ tôn lý và những người khác đưa vật tư không tìm thấy, phải dùng dạ quang phun mũi tên chỉ đường. Phần lớn thời gian còn lại là hỗ trợ viêm thác. Ví dụ như nhóm lửa, để viêm thác lên nướng. Thu đông khô, nước ngầm lạnh, dù có đồ lặn, viêm thác mỗi lần lên đều lạnh run, những thiết bị giữ ấm không bằng đống lửa. Ví dụ như nấu cơm, còn chút nóng hồi, người là sắt, cơm là thép, không thể để người toàn là nước, bữa bữa gặm lương khô. Ví dụ như chuẩn bị đèn pin, bình khí, thay ắc quy cho tên lửa đầy. Ví dụ như cảnh giới, đây là giàn thủy, là biên giới, phải cảnh giác có lần thấy viêm thác quá cực khổ dư dung đề nghị thay hắn viêm thác lập tức từ chối dư dung hiểu lầm ý hắn thế nào chỉ có người làm việc tinh tế ta làm không yên tâm viêm thác trần trừ một chút không phải ta sợ trong nước có đồ vật nếu có quái vật làm dư dung bị thương thì không tốt hắn cam tâm tình nguyện vào nguy hiểm không lôi kéo dư dung theo tưởng bách xuyên xuất hiện vào ngày thứ tư kiểm tra sông hôm đó dư dung trên bờ chờ đợi lại huyết sáo thử ban đầu nghĩ lại là vô ích nhưng sau một lúc bên kia sông truyền đến tiếng động bên kia sông dư dung và tức trà đều khẩn trương một người lên đạn một người kéo dây cung tức trà thậm chí nghĩ đến việc đeo mặt nạ để có thể ném bom cay khi cần khoảng 5 phút sau tưởng bách xuyên xuất hiện không kỳ quái một dòng giàn thủy ngăn không được gì tưởng bách xuyên có thể ở đầu này cũng có thể ở đầu kia hắn đã hoa thú không phải người không phải kiêu không quan trọng khe hắc bạch có lẽ đầu kia ăn uống tốt tưởng bách xuyên mập mạp lông bóng loáng lớn hơn trước mặt hung hàn tước trà nghẹn họng nhìn chân chối nàng cảm thấy gặp không bằng không gặp tưởng bách xuyên hóa thú mất thần trí thích ứng với nơi này hình ảnh mới này làm mờ nhạt ký ức về tưởng bách xuyên trước kia nàng gần như không nhớ nổi mình từng yêu tưởng bách xuyên thế nào tưởng bách xuyên bên kia gấp gáp tìm không thấy đường sau một lát chạy vội về một bên dư dung đoán được vùng này không có cầu dây tưởng bách xuyên tìm cầu để vượt qua quả nhiên không lâu sau tưởng bách xuyên chạy dọc bờ sông về phía hai người tư thế như nhảy cẫng dư dung ném miếng thịt lớn buổi sáng mang theo tưởng bách xuyên lao tới quấn quanh miếng thịt hưng phấn như đón năm mới. Tước trà thì thào, lần sau ta không đến. Không muốn gặp lại tưởng Bách Xuyên, dù không còn yêu, cũng muốn giữ thể diện, không phải như bây giờ. Dòng sông cuối cùng cũng đến, ngày thứ bảy, giàn thủy lộ thiên phần kết thúc, hoặc nói, giàn thủy chảy đến chỗ dưới mặt đất rộng lớn này. Tiếp theo là phần dưới lòng đất, người không thể nổi lên thở khi mệt nhọc hay hết khí, phải tiến vào hoàn toàn, đường sông ngập nước bình khí dưới nước dùng được khoảng một giờ, tên lửa đẩy cũng vậy, dù hắn tiết kiệm khí, phụ trợ tên lửa đẩy bằng nhân lực, cũng chỉ kéo dài được thêm 20 phút. 80 phút, phải tính cả đường về, chỉ có thể đi được 40 phút. Từ tiểu viện đến giàn thủy, từ giàn thủy đến giò xét sông, hắn đã đến đoạn cuối cùng. Bảy ngày này, dư dung thấy ánh mắt viêm thắc dần ảm đạm, nàng cảm thấy tước trà nói đúng, viêm thắc tỉnh táo, hơn ai hết chỉ là người khác không cho niềm tin, hắn tự tạo ra một giấc mơ. Hiện tại, hắn đến biên giới giấc mơ, đi tiếp, giấc mơ tan vỡ. Nàng muốn viêm thác chừa chút hy vọng, hay là ta về, tìm thêm trang bị, lần sau lại đến. Viêm thác ôm bình ắc quy tên lửa đầy mới, ngồi bên bờ sông, cúi đầu, lột một viên sô cô la nhét vào miệng, lần này đi. Dư Dung không nhìn hắn, "Viêm Thác, đi đến mức này, nói rõ đi." 40 phút nữa, không thu hoạch gì, ta sẽ từ bỏ. Viêm Thác, ta không phải không thể từ bỏ, chỉ là ta chưa đem hết toàn lực, một người không đem hết toàn lực mà từ bỏ, cả đời sẽ tiếc nuối. Dư Dung cảm thán, không phải, lần này là toàn lực, 40 phút, Viêm Thác. Viêm Thác lắc đầu, không phải, có thể sau này, khoa học tiến bộ, không chỉ đi được 40 phút. Lúc đó, ta sẽ lại đến. Thực ra Hiện tại có bộ đồ lặn thường ép, đã có thể làm việc dưới nước 50 giờ. Hắn điều tra giá bán, từ 800 đến vạn, có thể gánh nổi, nhưng quá lớn, không qua được kim nhân môn, cần thuyền hậu cần, không thực tế. Có thể sau này, máy tính thu nhỏ, hắn luôn có hy vọng. Dư dung cười khổ, ta hiểu, người người này, có lẽ không bao giờ từ bỏ. Trước đó nàng cùng tức trả nói về điều này, tức trả nói viêm thác chịu đựng hơn chúng ta ngươi chỉ cần nhớ hắn vì báo thù ở bên lâm hỷ nhu hơn 7 năm viêm thác cười không phải ta cũng sẽ từ bỏ lần trước hắn từ bỏ nuốt một viên thuốc độc hắn cũng sẽ từ bỏ tâm chết trí diệt sẽ từ bỏ nhưng bây giờ tâm còn sống còn đập mạnh hắn cười với dư dung và tước trà rồi lại xuống nước lần này phía trước đen kịt cửa hang như miệng lớn đèn pin chiếu thẳng, như bác sĩ kiểm tra ít hầu. Viêm thác giữ tên lửa đầy, cố không động, chỉ đẩy nhẹ dòng nước, chậm rãi thở, tiến sâu vào ít hầu. Trên đường, rất yên tĩnh, viêm thác chú ý từng động tác, để tránh bùn cát, tạo thành tầm nhìn kém, dù đèn pin sáng đến 6 ngàn lumen, vẫn không hiệu quả nếu nước đục. Trong nước có sinh vật phù du, động thực vật, không rõ là gì, có trùng, có đầu, đều hòa hoãn thổi qua, nếu không có đồng hồ, hắn gần như không nhận ra thời gian trôi qua. 20 phút, 30 phút, 40 phút, đến cực đại, viêm thác trong nước, lưng chừng, không chỗ bám, đèn pin chiếu sáng, tay run, không cam lòng, phía trước còn đường, tại sao không thể tiếp tục. Thêm 4 phút, hắn có thể nín thở 4 phút, thêm vài bước nữa. Viêm thác quyết định, tiếp tục, Đồng hồ nhảy từng giây làm phiền. 20 giây sau, ánh sáng đèn pin có chút khác thường. Không rõ, mờ mờ, lờ mờ, hai bên bờ sông không giống trước. Viêm Thác tim đập mạnh, cố gắng áp chế, tim đập mạnh không tốt, tiêu hao khí. 27 giây, tim đập còn mạnh hơn. Hắn thấy hang đá. Không sai, là hang đá, ảnh hưởng từ nhấp cửu la, Viêm Thác xem tư liệu, xem phim phóng sự bây giờ chưa rõ, nhưng mơ hồ cảm thấy, dưới mặt đất hang đá, to lớn và u ám, giống đôn hoàng và long môn, trên vách có bàn thờ, liên tiếp bàn thờ, quật bàn thờ có tượng đá tượng bùn. Vì ở dưới nước, vị trí thấp, ngẩng đầu quan sát, cảm giác áp lực mạnh, như đầy trời thần Phật, đẻ lên, người như con kiến muốn quỷ lại. Đây là gì? Công trình dưới đất hay hang đá chìm vào nước? Viêm thác cố gắng không thở mạnh, tăng tên lửa đầy. Gần, lại gần, viêm thác cảm thấy, đây không phải đục ra, mà là thiên nhiên, đoạn đường sông, có nhiều quật bàn thờ, hố cạn, vì lít nha lít nhít, một cái nối tiếp một cái, trong động có tượng, nhìn xa, như thân nhập hang đá. Nhưng tượng là gì? Viêm thác tiến thêm 10 mét, gần biên giới, thấy rõ, kinh ngạc, suýt mất cân bằng. Không phải tượng là người, khăn đen, búi tóc, giáp ra như tượng binh mã. Đây là quấn đầu quân thời tần. Lúc này, viêm thác không quan tâm khí bình, thời gian, tiêu xài cứ tiêu xài, hắn ổn định, đổi hướng, đến gần. Thật là, người, sống động, tượng giống như đúc, không thể nào làm được rõ như vậy. Người này, bị một lớp màng gần như trong suốt, màu hồng nhạt bao phủ, màng bao bọc thân người, nối với vách đồng. Lại gần, viêm thác tim đập mạnh, không thể áp chế hắn sờ màng da mềm mại có co giãn tựa như thịt viêm thác tim đập mạnh trong đầu lóe ra mấy chữ thịt nữ hoa hắn quay người đèn pin lóa lên quét xung quanh nhìn thấy phùng mật tóc bím nhưng mất khối da đầu tóc loạn dài mọc một đoạn còn có người hắn chưa tìm ra viêm thác mắt mờ đưa tay lau nhưng cách mặt nạ không làm được trong lòng hắn niệm để chấn định đèn pin dừng lại ánh sáng chiếu lên nhiếp cửu la nàng ngủ ngon nghiêng người như nằm trong bụng mẻ vô yêu vô lừ viêm thác bình tĩnh lại muốn quỳ xuống cung bái đây là nữ hoa thần sáng thế trong mắt nàng không có người kiêu không phân cầm thú không có cao thấp yêu khuyết không thiên vị ai nên sống ai nên chết đều là con dân đều là sinh mệnh dù thân xác sụp đổ, vẫn vì chúng sinh mở vườn địa đàng, sinh có thể tạo ra con người, chết cũng che chở. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 148. Nhiếp cửu la đang ở vị trí cao trong hang, để tiết kiệm năng lượng, viêm khắc tắt động cơ, dùng lực của dòng nước và bắt đầu dùng chân màng, chậm rãi tiếp cận Nhiếp cửu la. Anh nhìn vào cổ họng của nàng trước. May mắn là, vết thương của nàng nhỏ hơn nhiều so với tôn chu mất tay và đã lành lại. Thêm nữa, do da nàng rất trắng nên vết thương mới cũng không khác biệt nhiều so với phần da cũ. Nàng vẫn thở, nhưng rất chậm, làm viêm thắc nhớ đến phương pháp dưỡng sinh quy tức, trong đó nói rằng điều chỉnh hơi thở như rùa có thể giúp trường thọ và sống lâu. Nhiều câu hỏi thực tế xuất hiện trong đầu viêm thác. Làm sao để mang nàng ra ngoài đây? Mổ từ lớp da này ra sao? Chắc không thể, vì nếu mổ ra, nàng sẽ không thể thở được. Vậy phải mang cả lớp da này cùng nàng ra ngoài sao? Cũng không thể làm vậy được, vì nếu nàng không còn trong nước, có thể sẽ khô quắt và héo rút ngay lập tức. Viêm Thác cẩn thận đưa tay chạm vào lớp da nối giữa màng thịt và tường hang, định thử xem lớp màng này có dễ kéo ra không. Nhưng thất vọng thay, màng thịt này mềm và có đàn hồi, nhưng không thể xé mờ bằng sức người. Vậy thử dùng dao xem sao. Viêm thác rút dao lặn từ cánh tay, loại dao này chuyên dụng cho người nhái, có thể ám sát thủy quái và nhanh chóng cắt đứt dây thừng cực bền. Anh nhắm mũi dao vào giữa lớp màng và tường hang, rồi dùng sức đâm vào, sau đó cắt xuống. Không ngờ rằng, dao không thể cắt qua, dù lưỡi dao sắc bén tạo ra vết cắt, nhưng vết cắt nhanh chóng khép lại mà mắt thường không thể thấy được. Chí nhu trí cương, đến mềm chí cường lớp da này của nữ hoa không thể phá được sao? Đầu viêm thác như vang lên một tiếng lớn. Đây là gì chứ? Nếu không thể phá vỡ, nhấp cửu la sẽ bị kẹt mãi trong hang này, trở thành tượng người chết sống lại sao? Kế hoạch tiếp tục ép buộc và thời gian dần trôi qua, viêm thác không còn quản được nhiều. Tìm anh đập mạnh, tránh xa nhấp cửu la và tiếp tục thử dùng dao, thậm chí thô lỗ xé lớp màng. Đầu óc anh đang nóng lên thì đột nhiên nhận ra một bóng đen lớn đang bao trùm lên mình. Viêm thác giật mình, máu trong người lạnh toát. Sự lạnh lẽo này khiến đầu óc anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Trong suốt quá trình, dưới nước khá yên tĩnh, nếu có sinh vật, chúng cũng chỉ là loại phù du nhỏ bé, thậm chí không có thủy cầm hung dữ. Nhưng bóng đen to lớn này đang từ từ tiến tới. Lạc quan mà nghĩ, có thể đó chỉ là rong lớn trôi tới gần, nhưng liệu điều đó có thể không? Lời của Dư Dung đột nhiên vang lên trong tay anh. Tôi đã nói rồi mà, giản thủy không phải là hồ nhân tạo, bên trong không có tôm tép, lỡ mà có con cá khổng lồ cổ xưa thì sao? Viêm thác gần như đông cứng, từ từ quay đầu lại. Là một con rắn, có lẽ gọi là cự mãng thì thích hợp hơn, toàn thân trắng toát, vảy rắn phát sáng, trông giống như một loài rực rỡ. Và nó có hai cái đầu đầu viêm thác trống rỗng, cả người đông cứng. Nhếp cửu la ở vị trí cao trong hang, nhưng con rắn này từ vị trí cao hơn lặn xuống, thân rắn uốn lượn, nhìn xuống từ trên cao, dù tiến chậm nhưng không tiếng động, thanh thế cực kỳ đáng sợ, như thể sắp nuốt chừng anh trong giây tiếp theo. Anh còn nhận ra rõ ràng, đây không phải là rắn có hai đầu, mà là hai con rắn, thân dưới quấn vào nhau, đuôi rắn hoàn toàn ẩn trong một hang cao. Điều làm anh lạnh người chính là cả hai đầu rắn đều giống mặt người. Rắn mặt người, trên đời này có loài như vậy sao? Có lẽ có, như người ta vẫn nói, thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Anh đã từng nghe về loài nhân diện chi chu và nghe rằng Nhật Bản có loài cá chép mặt người được chính phủ bảo vệ. Dây thừng trên lưng anh bỗng nhiên siết chặt, nhưng Viêm Thác không dám cử động, sợ rằng chỉ cần một chút động đậy sẽ khiến cự mãng tấn công. Trong truyền thuyết, nữ hoa có mặt người thân rắn, cũng có tiết rằng rắn chỉ là thú cưỡi của nữ hoa, là thú bảo hộ. Có phải nữ hoa đã đổ sụp, nhưng con rắn này vẫn luôn bảo vệ? Anh trực giác rằng con rắn này xuất hiện là do anh dẫn ra. Vì anh đã điên cuồng phá hoại lớp màng bảo vệ nhấp cửu la, mà từ góc độ khác, lớp màng này cũng coi như thân xác của nữ hoa. Liệu con rắn này có giận dữ và nuốt chừng anh không? Với vóc người như thế này, anh khó mà chống cự nổi. Nhưng nữ oa luôn bảo vệ sự sống, có thể vật nuôi của bà cũng vậy. Có lẽ anh vẫn còn cơ hội sống sót. Viêm thác nhẹ nhàng buông tay, con dao lặn rơi xuống và chìm thẳng xuống đáy sông. Không biết đã qua bao lâu, trong sự tĩnh mịch, thân rắn bắt đầu chậm rãi rút lui. Hai đầu rắn với khuôn mặt người dần xa cách anh, khiến anh nghi ngờ liệu cảnh tượng này là thật hay ảo giác. Từ lúc viêm thác xuống nước và vào hang, Dư Dung bắt đầu cảm thấy nôn nóng không hiểu. Anh xuống sông vẫn còn ổn, trên mặt sông không có nắp đậy. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, anh có thể nhanh chóng nổi lên và Dư Dung cùng tức trà trên bờ có thể hỗ trợ. Nhưng khi vào hang, tình hình khác hẳn, phải mất tới 40 phút để đến đó. Nàng nhìn dây thừng từ từ chìm vào nước theo thời gian, không nhịn được cầu nhỏ với tước trà lỡ mà trong nước có cá khổng lồ cổ xưa thì sao? Tước dư dung lườm nàng một cái, nàng sợ điều này sao, đến lúc đó kéo lại, mà dây bị cắt đứt thì đúng là bi kịch. Tiếng động từ xa vang lên, tưởng Bách Xuyên lại tới. Trước đó, hắn chủ yếu kiếm ăn ở khe hắc bạch, nơi có nhiều sinh vật phong phú hơn giàn thủy. Nhưng mấy ngày nay, bên này nhiều hơn vì có người cho ăn. Có thức ăn sẵn, dù sao cũng thoải mái hơn là tự đi kiếm ăn. Trùng hợp thay, trước đây không lâu Tôn Lý và nhóm của hắn vừa mang đến một số vật tư và biết rằng tưởng Bách Xuyên thường xuất hiện ở đây, họ đã để lại thịt tươi. Dư dùng lục lọi trong đống vật tư, lấy một cái đùi dê và ném qua. Tưởng Bách Xuyên nhận được đùi dê, vui mừng nhảy lên, kéo nó sang một bên và ăn ngấu nghiến. Tước trà nhìn chằm chằm vào cửa hang đen, bất chợt nảy ra ý tưởng. Này, bạn nói, khoa phụ có bảy lối ra, mà có một cái từ đầu đến cuối không tìm thấy, có phải là ở đầu giàn thủy này không? Dư dùng nhíu mày, không phải đâu, đây sao có thể là lối ra? Tước trả phấn khởi, không phải à, địa kiêu không dễ chết đúng không? Ngay cả mất đầu cũng có thể mọc lại, chắc chắn chúng không thể chết chìm, có thể bị nước cuốn trôi đến Hoàng Hà, rồi ra biển. Nếu bị vớt lên và sống sót, thì cũng xem như đường ra đấy chứ. Dư dùng liếc mắt, đường ra này cũng quá nguy hiểm, dễ dàng bị vớt lên vậy sao? Hơn nữa, trôi trong nước, nó chỉ là một khối thịt vô chi vô giác, mà trong nước có không ít cá ăn thịt người. Chưa kịp trôi đi đã bị bầy cá xé xác. Hơn nữa, nếu may mắn trôi ra ngoài và bị vớt lên, không có sự chuyển hóa của nữ hoa, địa kiêu thấy ánh sáng thì sống được bao lâu? Tước trà nghĩ ngợi, cũng đúng. Nhắc đến cá ăn người dưới nước, Dư Dung lại lo lắng, nhìn đồng hồ, đã qua 40 phút. Nhưng dây thừng vẫn tiếp tục chìm vào nước. Dư Dung nuốt nước bọt, không giữ được bình tĩnh, tại sao vẫn tiếp tục tiến vào trong vậy? Theo lý thuyết, chỉ cần Viêm Thác quay lại, dây thừng sẽ dừng. Tước trà cũng có chút lo lắng, có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không? Có thể, Viêm Thác hẳn biết tầm quan trọng của thời gian đến giờ chưa quay lại rất có thể đã phát hiện điều gì đó dư dung thúc giục tước trà trước tiên nhóm lửa lên ngâm trong nước lâu như vậy trở về sẽ lạnh cứng tước trà lên tiếng đứng dậy truyền củi từ xe kéo nhỏ dư dung tiếp tục nhìn chằm chằm dây thừng so sánh thời gian và liên tục liếm môi không thể tiến vào nữa dù chỉ thêm vài phút động cơ tên lửa không còn điện thì sao mấu chốt là bình khí dưới nước không thể thở đây chính là vài phút có thể mất mạng. Tước trà thấy sắc mặt Dư Dung không đúng, cũng hoảng hốt, hay là kéo anh ấy về. Dư Dung cười khổ, viêm thác đã xuống quá sâu, người bình thường đi một giờ có thể đi ba bốn cây số, dưới nước có thể chậm hơn, nhưng hai ba cây số luôn có. Nàng không phải kim cương, làm sao có thể kéo một người đàn ông lớn ngâm trong nước, lại ngược dòng, chỉ bằng một sợi dây thừng. Đến lúc lo lắng, mồ hôi đẫm chán dây thừng kéo rung một cái cuối cùng bất động dư dung như chút được gánh nặng quay lại dặn tước trà nấu canh trước đi chờ anh ấy ra vừa kịp dùng bữa vừa nói vừa đứng dậy kéo dây thừng trở lại một chút kéo một hồi tay cảm thấy căng ra dư dung giật mình để chắc chắn nàng kéo mạnh một cái vẫn kéo căng dây thừng đã ngừng nhưng người không quay lại có phải đã ra khói rồi? Sắc mặt Dư Dung tái nhợt, nàng quấn dây thừng quanh vai và cổ, dùng hết sức ngửa về sau. Tước trà đang nhóm lửa, thấy tình huống giật mình, có chuyện gì vậy? Dư Dung không lên tiếng, một lát sau, dây thừng hơi lỏng ra, cho thấy đầu kia đang quay trở lại. Bây giờ mới quay lại? Giọng Dư Dung thay đổi, đã bao lâu rồi? Tước trà vội nhìn đồng hồ, 52 phút. 52 phút. Xong rồi, 40 phút đi một chiều, viêm thác kéo dài thêm 12 phút. Nếu anh ấy có thể nín thở 4 phút, thì còn 8 phút nữa. Nếu không được nâng lên hoặc giúp đỡ, viêm thác chắc chắn sẽ chết. Dư dung hét lên với tước trà, đừng nhóm lửa nữa, mau tới giúp một tay. Tước trà vội vã tới giúp dư dung kéo dây, tim nàng đập nhanh, tay run rẩy, chỉ cảm thấy lực còn chưa kịp sử dụng thì dây thừng đã lỏng ra không thể đứng tại chỗ mà kéo nữa, vì viêm thác đang trên đường quay lại, dây thừng vốn đã rơi nhiều lần và Tước trà nhắc nhở Dư Dung, chúng ta phải kéo cùng hướng với anh ấy thì mới hiệu quả chứ. Các nàng đứng trên bờ, hướng lực kéo và hướng về của viêm thác có một góc, theo vật lý học trung học, lực sẽ bị phân tán. Dư Dung hiểu ngay, nhìn xung quanh, chạy tới xe kéo nhỏ, đạp mạnh vài lần và tháo một bánh xe, miệng thổi còi cực kỳ bén nhọn không xa đó vừa ăn xong đùi dê tưởng bách xuyên hài lòng toàn thân run lên nhảy vọt tới dư dung không để ý đến gì khác dùng dao cắt dây thừng luồn bánh xe vào dây buộc đầu dây vào thân tráng kiện của tưởng bách xuyên thắt chặt kết sau đó nàng cầm bánh xe chạy nhanh tới bờ sông nhảy xuống tiếng còi từ dưới truyền lên tưởng bách xuyên như nhận lệnh tinh thần rung lên chân trước chạm đất gầm gừ chạy dọc theo bờ sông hướng ngược lại tước trà nhìn chố mắt mãi mới phản ứng được lảo đảo chạy tới bờ sông để xem dư dung không ngừng đạp nước lơ lửng giữa dòng tay giữ bánh xe như tay lái dây thường xuyên qua bánh xe căng như dây cung và không ngừng thu lại tạo thành đường thẳng bọt nước trắng trên mặt nước tước trà bỗng nhiên nhận ra bánh xe dùng để định hướng giúp dư dung và viêm thác tạo thành một đường thẳng sức kéo giúp viêm thác trở về thẳng tắp mà không đi lệch. còn tường bách xuyên đóng vai trò như người kéo thuyền, hiện tại đã to lớn vạm vỡ, sức mạnh vô cùng, chạy điên cuồng, sức kéo của hắn không hề nhỏ, hơn cả dư dung gộp lại. đầu kia có động cơ tên lửa, đầu này có trợ giúp, đủ để giúp viêm thác giành lại không ít thời gian. khoảng nửa giờ sau, dây thường suýt nữa mài đứt ngay miệng, viêm thác cuối cùng xuất hiện anh vẫn giữ động cơ tên lửa nhưng từ dáng vẻ kiệt sức có thể thấy dư dung nới lỏng bánh xe lao vào nước đón anh nhấc mặt nả của viêm thác lên thấy sắc mặt anh tím tái chỉ vài giây nữa anh sẽ trắng mắt dư dung tức giận định mắng anh vài câu nhưng cả người không tự chủ được ôm lấy viêm thác và bị kéo ra vài mét xa hóa ra nàng quên thổi còi để kêu tưởng bách xuyên dừng nhưng tưởng bách xuyên đã nhảy xa đoán chừng không nghe thấy dư dung dùng hết sức rút dao cắt dây thừng cùng viêm thác quay mấy vòng trong nước cuối cùng dừng lại viêm thác thở dốc đầu óc quay cuồng dư dung mệt mỏi dựa vào bờ giọng vẫn còn mạnh mẽ anh không biết là đến giờ phải quay về sao nếu không có bánh xe nhỏ và tường thuốc anh chết chắc rồi biết không viêm thác yếu ớt ngẩng đầu nhìn dư dung nhìn một lúc bỗng cười anh nói dư dung tôi tìm thấy a la rồi bên đống lửa cạnh bờ viêm thác quấn khăn lông lớn run lẩy bẩy uống xong bát canh thịt dê nóng hổi kể lại chuyến đi xuống nước lần này dư dung nghe đến kinh ngạc cuối cùng lại phân khích còn có nơi như vậy sao thật kích động dưới nước hang đá tượng người chết sống lại cự mãng hai đuôi quấn vào nhau đây chính là kỳ cảnh mà tốn nhiều tiền hơn nữa cũng khó thấy tước trà nửa năm nay luôn đi theo dư dung đã quen tính cách của nàng, nghe xong lời này, liền biết nàng đang nghĩ gì. Nàng dội gáo nước lạnh vào dư dung, ngươi thôi đi, ngươi nín thở không bằng viêm thác, ngươi xuống dưới, ai kéo ngươi lên? Ai chỉ huy được lão tưởng? Cũng đúng, dư dung có chút nản trí, xoa xoa đôi tay trước lửa, vừa nãy nắm chặt bánh xe, tay xiết ra vết sâu. Một lát sau, nàng nói, nhìn chung, đó là tin tức nửa vui nửa buồn nhiếp nhị còn sống, thật làm nàng bất ngờ, nghĩ lại thật cảm khái, viêm thác đã cược thắng. Nhưng làm sao để mang nhiếp cửu la ra ngoài? Nàng trầm ngâm nói, con rắn đó, dường như không có tính công kích cao. Viêm thác gật đầu, tôi cảm thấy, tôi đã chịu nó ra, nhưng nó không định làm gì tôi, chỉ muốn. Ngăn cản tôi thôi. Dư dùng liếc nhìn anh, những thứ kia thật sự là thịt của nữ hoa, tương đương với thi thể nữ hoa con rắn đó là thủ hộ giả. Người xé và cắt đao ở đó, người nghĩ xem hành vi này là gì? Viêm thác xấu hổ. Có lẽ vì tin tức nhiếp cửu la còn sống quá làm người nhảy cẫng, dù không thể mang nàng ra, hắn vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Tước trà đang lắng nghe bỗng nhiên nói, viêm thác, lúc đó ngươi có đeo găng tay không? Đúng vậy, viêm thác liếc nhìn găng tay lặn bên cạnh, tất nhiên phải đeo, dưới nước không đeo găng tay, ngón tay sẽ nhanh chóng đông cứng. Tước trà nói, người đã thử chưa? Không đeo găng tay khi chạm vào thịt nữ hoa đó. Viêm thác cảm thấy động trong lòng. Người có ý gì? Tước trà không có ý gì. Ta chỉ nghĩ nếu thịt đó thật là của nữ oa, thi thể của một vị đại thần chắc chắn rất có linh tính. Người toàn thân che kín, không lộ một tấc da khi chạm vào thịt nữ hoa, Người ta biết ngươi là ai à? Sau đó ngươi lại xé cắt, như một tên cường đạo, làm sao ngươi có thể cướp đi từ nàng như thế? Ngươi có nhìn thấy đó là địa bàn của ai không? Có lẽ, ở đó không thể cưỡng ép, phải dựa vào ngươi đón, nếu muốn theo ngươi thì sẽ đi theo. Không nên cưỡng ép mang đi, dao và súng cũng không có tác dụng. Chương 149. Viêm Thác im lặng hồi lâu sau khi nghe Tức Trà nói. Dư Dung ngạc nhiên nhìn Tức Trà và hỏi: sao ngươi lại nghĩ đến điều này dù sao cũng phải nói rằng suy nghĩ của tước trà thật sự rất kỳ lạ khi nghe viêm thác nói về lớp màng không thể xé bằng tay và không thể cắt bằng dao dư dung đã nghĩ nên đề nghị hắn thử dùng thương để kiểm tra tước trà nói đó là vì vừa mới bắt đầu nói nàng đã lắc đầu lúc mới ở cùng tường bách xuyên nàng cũng đã từng trải qua nhiều chuyện từng choáng váng và tràn đầy kế hoạch cùng mong đợi về tương lai rất muốn sinh con cho tường bách xuyên trong hai năm đó nàng đã xem rất nhiều tài liệu chú ý nhiều blog về mang thai khi đi khám bệnh ở bệnh viện còn cố ý qua khoa sản để nhìn các bà mẹ mới tập luyện ôm con và trao đổi kinh nghiệm nàng nhớ rõ các bà mẹ ấy thảo luận rằng khi đứa bé mới sinh ra trông rất xấu xí nhìn thấy thì ghét bỏ rất nhiều không có tình thương của mẹ nhưng khi ôm vào lòng cho bố vài lần, da thịt tiếp xúc, sự mềm mại khiến trái tim họ tan chảy. Còn có các bức tranh tuyên truyền về thai sản trong hành lang, mỗi bức tranh đều ấm áp và đầy yêu thương, khiến người ta cảm nhận được sự thiêng liêng của việc sinh nở và tiếp nối sự sống. Dư Dung đưa tay lắc lư trước mắt Tước Trà và gọi, "Tước cha." Tước Trà mới tỉnh lại, thấy Viêm Thác và Dư Dung đang nghi ngờ nhìn mình, cảm thấy bối rối ta cũng không hiểu những gì các ngươi nói, nào là thịt, nào là bún. Ta chỉ cảm thấy nữ hoa tạo ra con người giống như mẹ sinh con vậy, không phải cũng là tạo ra con người sao? Mẹ đối với con cái, tất nhiên là che chở, nghe viêm thác nói, dù là người, địa kiêu hay thậm chí là chó, đều có tình cảm này. Không có người mẹ nào dễ dàng giao con cho người khác. Nếu muốn đưa con đi, phải có tình cảm và thành ý thực sự, còn có thể dùng bạo lực được sao? Nếu dễ dàng như vậy, hang động đó bị phát hiện, bên trong không phải đã đầy người được tạo ra để triển lãm sao? Nói đến đây, thấy viêm thác và dư dung đều lắng nghe chăm chú, tước trả bỗng nhiên ngại ngùng và nói lắp bắp ta. Ta không biết, ta chỉ nghĩ vậy thôi, các ngươi nghe thử một chút. Cô nhanh chóng đi qua rốt củi để dập lửa khi thấy canh trên đống lửa sắp hết, rồi thêm chút nước vào nồi. Dư Dung suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, có thể đó là một hướng đi đúng, không phải nói phụ nữ là động vật sống bằng tình cảm sao, tâm tư của họ tinh tế hơn chúng ta một chút. Viêm thác nghe vậy cười, người không phải là phụ nữ sao? Dư Dung liếc nhìn hắn, ta thì... Cô không nói tiếp, có lúc cô cảm thấy mình là phụ nữ, có lúc lại giống đàn ông, có khi làm phụ nữ thật phiền phức, nhưng làm đàn ông cũng không dễ dàng người ta nói nữ hoa là vị thần tạo ra con người cô thật sự muốn hỏi tạo ra cô như vậy có ý nghĩa gì nghĩ lại cô thấy không cần quan tâm trong hang động dưới nước một kiêu một khuyền đều đáng được bảo vệ huống chi là cô cô sống mạnh mẽ đó chính là ý nghĩa cô nói với viêm thác nếu ngươi chắc chắn rằng con rắn kia sẽ không ăn thịt ngươi thử lại lần nữa cũng được cuộc đời này có nhiều thứ là quà tặng của trời không thể trộm hay giành được, cũng không thể có được dễ dàng. Có lẽ trong số mệnh của ngươi, phải làm điều này một lần. Nhưng mà, dư dung chuyển lời, lại làm hắn mất hy vọng. Nếu không có cách nào để đưa nàng ra thì sao? Viêm thác nhẹ nhàng đặt cái bát trống không xuống đất, nói, vậy ta sẽ thường đến thăm nàng, khi ta già và sắp chết, ngay tại chỗ đó tháo khí bình và thăng thiên, mời nữ oa đưa ta vào trong hang động luôn. Dư dùng thật sự phục hắn, giống như con rán không thể chết với chuyện của nhếp cửu la hắn dường như không bao giờ tuyệt vọng dư dùng thầm nghĩ nếu nhếp nhị thuận lợi ra ngoài hai người ở bên nhau về sau nếu có mâu thuẫn muốn ly hôn nhếp nhị không dễ gì rời bỏ được khi đến lúc kết hôn cô phải nhắc nhở nhếp nhị suy nghĩ kỹ lưỡng thể lực có hạn việc vào hang ngay không khả thi ba người nghỉ lại qua đêm tại chỗ sáng sớm hôm sau bắt đầu chuẩn bị vào hang các thiết bị đẩy và khí bình đã được thay mới để tránh bị đứt. Lần này dây thừng được thay bằng loại mạnh hơn và tường bách xuyên cũng được dư dung gọi về. Hôm qua dây thừng đứt, hắn không còn tài trọng. Sau đó kéo dây thừng dài và đi đâu không biết, đến nửa đêm mới trở về. Một lát sau, vẫn phải dựa vào sức mạnh của tường bách xuyên, dư dung ném miếng thịt heo sắp xếp cho hắn. Viêm thác từ đầu đến cuối vẫn không thích việc phải dùng tường bách xuyên nhưng trong tình hình hiện tại, không thể không dùng đến hắn. Anh đặc biệt đi đến bên tưởng Bách Xuyên và nói, cảm ơn tưởng thúc. Tưởng Bách Xuyên chỉ lo ăn, không để ý đến. Lần này, Dư Dung và Viêm Thác đã thỏa thuận, trong vòng 50 phút, dù được hay không, đều phải trở về đúng hạn. So với lần đầu tiên, lần này thời gian nhiều hơn rất nhiều, dù sao lần đầu tiên là kiểm tra đường đi, lần này lại là thẳng đến mục tiêu. Khi đưa viêm thác xuống nước, dư dung liên tục xác nhận với hắn, con rắn đó. Thật sẽ không ăn ngươi chứ. Viêm thác trấn an cô, lúc đó con rắn đã đến trước mặt ta, nếu muốn ăn ta, một hơi là xong rồi. Nhưng nó đã rút lui lại. Dư dung không dám thở phào nhẹ nhõm, dù sao đó cũng là rắn, ai biết nó đang tính toán gì. Cô nói, dù sao đi nữa, nếu thời gian tranh lệch không nhiều ta sẽ xuống nước, phút thứ 50 sẽ mở kéo người hợp tác một chút. Đưa nhiếp nhị về là kiếm, người một mình về là bình, nếu người không trở lại, đó là thiệt thòi. Viêm thác cười, cuối cùng trịnh trọng nói, dư dung, cảm ơn ngươi. Trong suốt thời gian qua, hắn không dám bày tỏ cảm xúc với ai, dù quen biết không ít người, nhưng gần như không có ai để hắn có thể nhờ cậy trong lúc cần thiết. Hiện tại, hắn cảm thấy dư dung có thể xem là một người bạn tốt. Dư dùng nhíu mày và nói: "Trời ơi, ngọt ngào quá." Đúng như Viêm Thác dự đoán, lần này đi một chiều tương đối thuận lợi, vào phút thứ 37, họ đã đến hang đá. Giống như hôm qua, nơi này tĩnh lặng như đáy biển sâu, ánh sáng của đèn pin chỉ làm rối loạn. Tước trà nói: "Để đưa người ra cần thành kính, Viêm Thác làm đúng như vậy," chắp tay trước ngực hướng về đỉnh hang. Hắn nhớ rõ con rắn trắng xuất hiện từ đó. Dù nó có hiểu hay không, hắn vẫn phải làm lễ nghi đúng chỗ. Sau khi làm lễ xong, Viêm Thác tiếp cận Nhiếp Cửu La và tháo găng tay lặn bên tay phải. Nước ngầm lạnh buốt thấu xương, cái lạnh lan tràn từ tay phải ra toàn thân, Viêm Thác dùng mình một cái, sau đó vươn tay chậm rãi chạm vào lớp màng gần như trong suốt. Cảm giác tiếp xúc trực tiếp bằng tay khác hoàn toàn so với khi đeo găng tay. Với găng tay, có màn ngăn cách tâm lý có cảm giác an toàn hơn, ai biết thứ này có độc không, có thể ăn mòn da hay không. Khi chạm vào, cảm giác mềm mại, đầu ngón tay cảm nhận những sợi máu mỏng kéo dài, gợn sóng một vòng rồi một vòng. Cảm giác này truyền về đầu ngón tay, làm viêm thác nổi da gà. Nhưng mà, sau đó thì sao? Lễ nghi hời đủ, hành vi lễ phép, tình cảm và thành ý đều có, nhưng sau đó thì sao? Không có kỳ tích nào xảy ra không giống như tưởng tượng rằng chân thành sẽ lay chuyển đá đem nhếp cửu la trả lại cho hắn viêm thác bắt đầu toát mồ hôi hắn có chút chân tay lúng túng gần như vô thức đầu ngón tay nhấn vào lớp màng một chút thật sự đã nhấn vào hắn thấy rất rõ nhưng ngay lập tức một cơn đau nhức dữ dội từ đầu ngón tay truyền tới viêm thác như bị điện giật ngay lập tức rút tay lại tay có vẻ có tác dụng hơn dao nhưng chỉ một chút dao không cắt được món tay dù sao cũng không thể tiến sâu hơn lại không thể làm được sao viêm thác ngẩng đầu nhìn đỉnh hang đỉnh hang đen kịt con rắn trắng dường như không có ý định xuất hiện nói cách khác hành động của hắn không tính là mạo phạm viêm thác cúi đầu nhìn tay mình dừng một chút rồi lại thử nắm tay và đâm vào lớp màng cơn đau nhức dữ dội lại đến lần này viêm thác cắn răng chịu đựng nhưng chỉ tiến đến khoảng hai đốt món tay, đau đến mức nước mắt sắp trào ra, không thể không rút tay lại. May mắn thay, cảm giác đau đớn không theo đuổi hắn, chỉ cần rút tay về, nó sẽ nhanh chóng biến mất. Máy bấm giờ hiển thị đã là 43 phút, hắn còn 7 phút. Viêm thác ngơ ngác nhìn nhếp cửu la bị bao bọc trong hang đồng. Xé không được, dao cũng không được, đạn có lẽ cũng không có tác dụng, chạm vào bằng tay trần càng nguy hiểm lớp màng này dày đến mức hắn phải đâm cả cánh tay vào mới có thể chạm tới nhiếp cửu la. Nhưng hắn chỉ mới đâm sâu hai đốt món tay, đã đau đến muốn chết. Máy bấm giờ bỗng nhiên nhấp nháy thay đổi số, 44 phút, đếm ngược 6 phút, hắn không thể lãng phí thời gian vào việc suy nghĩ viển vông. Ánh mắt viêm thác rơi vào tay của nhiếp cửu la. Hắn nhớ rõ, khi ngủ, nhiếp cửu la thường cuộn tròn món tay, nhưng bây giờ có lẽ bị màng bọc lại, rất yên ổn. Hắn rất muốn nắm tay nàng, dù tạm thời không thể đưa nàng ra, cũng muốn nàng biết, hắn đã đến, rất gần rất gần. Viêm Thác bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng trong đầu. Hắn thật sự đã chạm tới nàng, về lý thuyết, chỉ cần hắn chịu đựng được đau đớn, hắn có thể chạm tới nàng. Chỉ cần rút tay về trước khi đau đến chết, hắn sẽ không chết. Đếm ngược 5 phút, Viêm Thác tim đập loạn hắn hít mũi, nuốt mạnh một cái và lại đưa tay vào. Lần này, hắn không nhìn tay mình, thay vào đó tập trung vào khoảng cách giữa tay hai người, nhìn khoảng cách rút ngắn, cảm giác thành công sẽ đến. Cơn đau đến đúng hẹn. Viêm thác cố gắng kiểm soát thiết bị đẩy, vừa dẫm nước, ngực hắn dựa vào thiết bị đẩy, tay trái bám chặt vào vách tường thô giáp, tay phải tiếp tục tiến lên. Có lúc, hắn nghĩ đến chết đi để sớm siêu sinh, mạnh mẽ nhấn tay vào, nhưng không thể làm được, cơn đau làm cả cánh tay như bốc hơi, hắn không còn sức lực, chỉ có thể tiến từng chút một, gần như theo quán tính. Mồ hôi lớn như hạt đậu từ chán lăn xuống, mắt viêm thác dần dần tối đen, tiếp theo là vàng nhạt, sau đó là đỏ như máu, cảm giác đầy màu đỏ, mặt kính của mũ lặn dần dần bị phủ sương mù, đó là do tuần hoàn máu của hắn tăng tốc, cơ thể phát nhiệt. Rất nhanh, cơ thể hắn co lại, cảm giác như mình là con tôm lớn bị nấu trong chảo dầu, đang từ từ bị nấu chín. Sau đó, hai chân hắn không thể kiểm soát được và run rẩy dữ dội, xung quanh nước trao đảo, hắn gần như nghĩ mình đã đau đến mức không thể kiểm soát bài tiết. Lý trí của hắn điên cuồng gào thét nhanh lên, rút tay về, nhưng đồng thời, luôn có một chút không cam lòng, không ngừng thúc giục hắn, dù đã chịu đựng nhiều như vậy, ngại gì không chịu thêm một chút nữa sau đó hoàn toàn không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, thiết bị đẩy trôi đi, khí bình trên lưng như nặng ngàn cân, không ngừng kéo cơ thể hắn sâu vào bên trong, tay trái không thể bám, liền trượt xuống, trong đầu như có sợi dây đứt, âm thanh sắc nhọn như chui vào xương sọ. Ngay lúc ý thức hoàn toàn rút đi trong chớp nhoáng này, cơ thể hoàn toàn rơi xuống, hắn cảm giác được, mình chạm vào tay nhiếp cửu la. Và giống như những lần trước, tay nàng phản xạ hơi động, cũng nắm lấy hắn. Phút thứ 48, dư dung xuống nước vào vị trí, vẫn giữ vị trí giữa dòng, đảm bảo cùng hướng với viêm thác. Trên bờ sông, tường Bách Xuyên cũng đã vào vị trí, thân trên quấn nhiều vòng dây, chỉ chờ dư dung ra lệnh. Lần này, ngoài tước trà, còn có tôn lý và một người khác xem. Họ mang vật tư đến, vừa gặp tình huống này, dứt khoát ở lại xem cũng coi là cách đề gần gũi hơn với tưởng Bách Xuyên. Tước trà lúc nhìn dư dung trong sông, lúc nhìn tưởng Bách Xuyên trên bờ, biết rằng không nên cười, nhưng vẫn cảm thấy buồn cười. Tình huống này giống như trong trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao, các tuyển thủ vào vị trí, chỉ chờ lệnh súng vang lên. Phút thứ 50, dư dung thử dây thừng, cảm thấy viêm thác chưa có dấu hiệu trở về. Vì lần đầu tiên kéo dài đến 52 phút, nên dù đã quá thời gian định, dư dung cũng không quá lo lắng, chỉ không ngừng cầu nhau. đàn ông không có ai làm việc đáng tin cậy, trông cậy vào hắn đúng giờ thật là. hắn mỗi lần không làm ra chuyện gì liều lĩnh thì không chịu được. lời chưa dứt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất thường. cô tiến gần lối vào đen ngòm, bỗng nhiên giật mình. nơi này có vẻ không thích hợp, dù tạm thời không cảm nhận rõ, nhưng luôn cảm thấy dòng nước có gì đó là. Sau một lát, tước trà và mọi người trên bờ cũng cảm thấy kỳ quái. Tước trà rất tin vào trực giác, lòng run rẩy từng hồi, không nhịn được nói, dư dung, người lên trước đi, lòng ta cảm thấy. Lời chưa dứt, dư dung đã biến sắc, vung mạnh dây thừng trong tay, cánh tay vung mạnh hướng bờ sông. Hiện tại, cô chắc chắn rằng trong hang này có gì đó không thích hợp, hơn nữa rất sống động. Vừa bám vào bờ tường, chưa kịp leo lên sóng nước mãnh liệt từ cửa hang dâm lên bọt nước tung tóe cao vài thước dư dung không kịp chuẩn bị bị sóng nước đẩy mạnh xuống cô hoảng hốt chạy bừa bắt lấy dây thừng dẫn dắt dây thừng này buộc vào tường bách xuyên nhưng sức mạnh của tường bách xuyên sao có thể bì kịp với lực đầy của sóng nước trong chốc lát dây th ừng bị tuột ra hắn bị kéo lại vào nước liều chết dẫy rùa tước trà và vài người bị đầu sóng đánh trúng toàn thân ướt sũng, gần như bị ngất, mất 5-6 giây mới phản ứng lại. May mắn thay, sóng đầu qua đi, không có sóng sau đuổi theo, nước ngược dòng lại tuôn ra. Tôn lý mắt tinh, chỉ vào giữa dòng nước kêu to, dung tỉ ở kia. Kìa, tưởng túc ở kia, ôi, nhiều hai người. Còn có hai người nữa. Dư dung vừa từ dưới nước lặn lên, đầu còn choáng vắng, nghe thấy nhiều hai người, tinh thần mạnh mẽ phấn chấn, mấy lần vung nước đưa tay tóm lấy mũ lặn của viêm thác một tay tóm lấy cả hai viêm thác đang vòng tay ôm chặt nhiếp cửu la dư dùng chỉ cảm thấy tê cả da đầu thật sự là hắn đã đưa nàng ra được ngay sau đó cô hướng về phía bờ gầm thét còn đứng đó làm gì không biết giúp một chút sao một hồi luống cuống tay chân tất cả mọi người đều lên bờ đống lửa lại được thắp lên tước trà trải đệm thêm đệm đầu và thảm để viêm thác và nhiếp cửu la có thể nằm thoải mái hơn. Hai người này đều mất đi, may mắn hô hấp còn thông suốt. Khác biệt là, nhiếp cửu la mặt mày giãn ra, chìm vào giấc ngủ an lành, viêm thác lại cho mày, thỉnh thoảng cơ thể co giật, giống như từng chịu đựng đau khổ gì đó. Thảm nhất là tưởng bách xuyên, hắn sợ nước, sau một lần gặp nước, như bị xét đánh, dù đã lên bờ, vẫn run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn, nửa ngày chưa tỉnh. Khi canh thịt bắt đầu sôi, viêm thác tỉnh lại, hắn giật mình ngồi dậy, như trong mơ, ngồi hai giây, nhìn xung quanh. May mắn thay, hắn nhìn thấy nhiếp cửu la ngay lập tức, viêm thác bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, rồi co quắp cơ thể, ngửa mặt ngã xuống, thở từng hơi. Dư dung đi tới, ngồi bên cạnh hắn, có chuyện gì vậy? Viêm thác cũng không rõ, hắn chỉ nhớ khi đó nằm lấy tay nhấp cửu la rồi đột nhiên bóng đen bao phủ lực lớn ập đến trước khi mất ý thức hắn gắt gao ôm lấy nhấp cửu la trong đầu chỉ có một ý nghĩ không thể lại thất lạc thấy viêm thác không nói gì dư dung nghĩ hắn đang mơ làm sao vậy một lúc lâu viêm thác thì thào sinh con cũng giống như vậy nghe câu nói lung tung này dư dung liếc nhìn nói chưa tỉnh hẳn đây rồi đi tới bên tước trà nhìn canh thịt. Viêm Thác mở to mắt, bình tĩnh nhìn lên, nghe tiếng thở của Nhấp Cửu La bên cạnh, nội tâm dần dần trải rộng, như vô biên vô hạn, một mảnh yên bình như tờ giấy bị vò nát lâu ngày, từng nét hoa văn dần bình yên. Lúc đầu, hắn nghe Tức trà nói, cũng coi việc đưa Nhấp Cửu La về là tiếp dẫn, giống như đỡ đẻ. Bình thường sinh con, là mẹ chịu đau đớn. Nhưng không ngờ việc đưa nhiếp cửu la từ hang động về, người tiếp dẫn phải chịu đựng như vậy. Sinh con cũng giống như vậy. Thịt của nữ hoa bảo vệ những sinh mệnh tàn tật này, không dễ dàng trả lại. Không có sinh mệnh nào dễ dàng đến thế giới này, con mới sinh cũng vậy, muốn vãn hồi sinh mệnh biến mất, cũng phải như vậy. Rất công bằng, sự đau đớn này đáng giá, cũng nhận được sự an tâm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 150 viêm thác trước đây cùng dư dung và tước trà đã thống nhất rằng về hang đá và thịt nữ hoa càng ít người biết càng tốt để tránh lộ ra ngoài và gây phiền toái làm cho nơi này không được yên bình cho nên đợi đến khi tôn lý và những người khác rời đi hắn mới kể về chuyến đi này còn việc dư dung sau này phải giải thích thế nào với tôn lý và những người khác thì không phải là điều hắn muốn lo lắng nghe xong toàn bộ câu chuyện Cuối cùng dư dung đã hiểu câu nói sinh con của viêm thác có nghĩa là gì. Theo ý nàng, hang đá và loại mẫu thể nữ oa, viêm thác đã đi giúp đỡ đẻ, mẫu thể chịu đựng đau đớn sinh nở không phải là chuyện bình thường sao? Hóa ra, thực ra là ngược lại, người giúp đỡ đẻ phải chịu đựng loại đau đớn này, vậy ai còn muốn đi giúp nữa? Tước trà cũng bị nghe làm mốc, nàng còn tưởng rằng dáng vẻ thành kính, chạm tay vào, cảm ứng được là đồng loại thì màng phong kia sẽ tự động mở ra. nàng nghĩ quá đơn giản, chết dưới tay đồng loại nhưng so với chết dưới tay dị loại thì tốt hơn nhiều. đồng loại tuyệt đối không phải là một sự đảm bảo. dừa dùng gãi đầu, vậy ta còn có thể giúp tôn chu ra ngoài không? kế hoạch ban đầu của nàng là nếu viêm thác thuận lợi, thì nàng cũng sẽ tìm cơ hội làm theo, tiện tay giúp đỡ, đưa tôn chu ra ngoài, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. hiện tại xem ra không phải tiện tay là có thể làm được. Viêm Thác không nói gì, hắn cũng có chút bối rối, chưa hoàn toàn hiểu rõ. Dư Dung đổi chủ đề, "Vậy ngươi còn có thể đưa Phùng Mật ra ngoài không?" Viêm Thác suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu. Hắn nói, "Trước hết, tự ý nguyện cá nhân, ta không muốn đưa Phùng Mật ra ngoài." Phùng Mật dù sao cũng là địa kiêu, sống dựa vào máu túi, chỉ cần gặp lại ánh sáng mặt trời, nàng sẽ phải tìm kiếm máu túi. Đó là bản năng sinh tồn của nàng, hắn không thể đánh giá đúng sai. Nhưng để cho người vô tội tiếp tục chịu hại thì hắn thà để phùng mật mãi mãi ở trong hang đá. Đây là cách giải quyết thích hợp nhất. Tiếp theo, cho dù ta muốn, ta đoán mình cũng không đủ ý chí để chịu đựng đau khổ này lần nữa. Dư dung tò mò, cuối cùng đau đớn đến mức nào vậy? Lại nhìn tức trà, phụ nữ sinh con, thật sự đau đến vậy sao? Tước trà không vui, ta chưa từng sinh con, hơn nữa, Viêm Thác cũng chưa từng sinh, hắn chỉ là so sánh thôi. Hai người cùng nhau nhìn Viêm Thác. Vấn đề này, Viêm Thác cũng không thể trả lời, đành tiếp tục chủ đề, thứ ba là, có một điều các ngươi đã bỏ qua, A à La lúc đó đã đáp lại ta. Nàng nắm tay hắn, chi tiết này, lúc đó chỉ cảm thấy vậy, bây giờ nghĩ lại, cực kỳ quan trọng. Đó là ý nguyện của nàng nhưng Phùng Mật thì chưa chắc với Phùng Mật hắn chỉ là một người bạn không tồi Phùng Mật tuy có tỏ ra thiện cảm với hắn nhưng trong lòng nàng có những thứ và người quan trọng hơn hắn tước trả lo lắng nguy hiểm thật may mà có nhếp tiểu thư quen biết như vậy nếu không có nàng người nghĩ ngươi có thể đưa nàng ra không Viêm Thác trầm mặc thực sự không dám nói bọn hắn có thể là người yêu nhưng tình yêu có đủ sức mạnh như vậy không có thể khiến nàng sau 8 tháng mê man, chỉ với một cái chạm tay, liền nhận ra hắn và sẵn sàng đi theo hắn. Hắn cẩn thận đáp lại, nếu ta không đưa được nàng ra, có lẽ có thể để bùi kha thử lại, dù sao nàng và Ala có quan hệ máu mủ cảm ứng thân duyên có thể trực tiếp hơn. Dư dù Dung nghe rõ, tổng kết lại một chút, không chính xác lắm, dù sao cũng chỉ là tham khảo, chỉ có viêm thác mới biết rõ, đại khái có 3 điều kiện. Một, Ý nguyện mãnh liệt muốn đưa người ra ngoài. 2. Ý chí chịu đựng đau khổ lớn. 3. Đối phương đáp lại, quan hệ máu mù có thể trực tiếp hơn. Nàng có chút nhụt chí, ta có thể suy nghĩ kỹ để cứu Tôn Chu. Cha mẹ hắn còn mạnh hơn ta, Tôn Chu nhìn ta cũng không đáp lại nhiều. Ta và hắn, thậm chí không bằng bạn bè. Tước trả thấy hợp lý, cũng đúng, không phải muốn phục sinh liền phục sinh tùy tiện ai cũng có thể dễ dàng đưa người ra ngoài, thì sinh mệnh quá rẻ rúng. Sinh mệnh quý giá bởi vì khó có được, có cũng khó giữ, chỉ có một lần cơ hội, không thể lặp lại. Nàng còn nói, vậy ta thấy người trong hang đá kia gần như không có cơ hội ra ngoài. Không có người thân, ai sẽ trả giá lớn như vậy để đưa họ ra ngoài. Trong hang đá đó, còn có những chiến binh từ hơn 2.000 năm trước, người thân đã mất hết, bạn bè cũng không còn, ai sẽ đón họ ra? Như cái bến tàu cô đơn mãi mãi, không có thuyền nào cập bến. Viêm thác nghĩ nghĩ, đề nghị dư dung, nếu ngươi thật sự muốn thử đưa tôn chu ra, ta đề nghị qua vài năm. Cánh tay của hắn mọc rất chậm, 8 tháng, cũng chỉ dài một đoạn nhỏ. Đối với chúng ta, A-la chịu là vết thương chí mạng, tôn chu chỉ là tàn tật. Nhưng từ góc độ nữ hoa tạo người, chỉ cần thêm chút da thịt, Tôn Chu lại phải mọc lại cánh tay, chờ khi Tôn Chu mọc đầy đủ hãy nói sau. Dư Dung vẫn chưa hết hy vọng, cuối cùng đau đến mức nào, có thể cho ta một tham chiếu không? Là kiểu cắt một nhát hay bị đánh đến tơi bời? Dù sao cũng là một mạng người, nàng nguyện ý thử vận may, điều kiện tiên quyết là không đau quá ác, cắt một tiểu đao hoặc chịu một cái quyền, nàng xem mình còn có thể chịu đựng. Viêm thác cúi đầu nhìn nhiếp cửu la, nàng ngủ rất ngon, hy vọng nàng đang mơ đẹp. Hắn ngẩng đầu nhìn Dư Dung, nghĩ lại, thực ra cũng không đau lắm, người cứ mạnh dạn đi đón sinh tốt. Nam nhân thực sự là chó, mặt mũi này biến, nhanh hơn lật sách, có thể thấy là mình sinh xong, đứng nói không đau eo. Dư Dung tức giận, ta tin ngươi quỷ. Dư Dung nghĩ, đã xong việc thì nên nhanh chóng rút lui, nơi này không phải là nơi tốt đẹp gì, càng đi ra ngoài càng an toàn dù hạ trại giữa đường, cũng tốt hơn ở cạnh giàn thuy. Viêm thác không có ý kiến. Trang bị vật tư các loại, phần lớn có thể để lại đây, chỉ mang theo nhu yếu phẩm, coi như là trang bị nhẹ. Viêm thác cõng nhiếp cửu la, không tránh khói lo lắng, à la sao vẫn chưa tỉnh. Dư dung nhìn hắn lo lắng, quán tính, quán tính biết không? Máy bay không phải một giây hạ xuống, nàng ngủ tám tháng, tỉnh lại không được giảm sốc cũng phải một hai ngày. Viêm thác cười, dư dung nói chuyện không dễ nghe, nhưng quen rồi, còn thấy thích. Rời đi, hắn quay đầu nhìn giản thủy, ánh mắt vượt qua sông, lâu dài nhìn vào mảnh tối đen không thấy đáy bên kia. Những ngày này, bùi kha không xuất hiện, tâm tâm cũng không. Nghĩ lại cũng bình thường, các nàng không thích đi lên, hoặc đang bận rộn với kế hoạch của mình. Mặc dù gặp lại tỷ lệ không lớn, nhưng nếu muốn gặp, vẫn có cơ hội. Đêm đến, mấy người vượt qua tượng bụi, hạ trại phía sau một chỗ cao. Tê ửi bách xuyên đi theo, nửa vì hai ngày này quen thuộc, nửa vì đi theo có đồ ăn. Có tưởng bách xuyên, gác đêm không là vấn đề, hắn tỉnh táo hơn người. Trước khi ngủ, dư dung nhìn tưởng bách xuyên chạy vòng quanh doanh trại, lòng đầy lo lắng. Nàng đột nhiên nghĩ ra, hỏi tức cha, ngươi nói, đưa tưởng thúc vào hang đá có được không tước trà giật mình làm sao đưa đẩy xuống giàn thủy chết đuối sau đó trôi đi đó không phải là mưu sát sao Dư dùng không nói thêm có chốt không phù hợp giống như mưu sát nhưng một người trưởng bối của nàng giờ như con chó chạy tới chạy lui thật sự tước trà đoán ý nàng người không phải là hắn ta cảm thấy lão tưởng hiện tại sống còn nhẹ nhõm hơn trước người cảm thấy hắn không có thể diện, là dùng tiêu chuẩn người mà xem. Bơi chó ăn, heo ủi rãnh, đều là thiên tính, ăn cần cho phép, không có gì thể diện hay không, chỉ người mới giảng cứu nhiều, không rơi hạt, không chập lưỡi, không cầm đũa loạn bát trước mặt người khác, khuôn sáo, tự buộc mình, nhìn lại, cảm thấy không có gì, cái kia cũng có sai lầm thể thống. Dư dung thở dài, khả năng đi, con người có chút ý nghĩ, ngắn hạn không thể thay đổi, Nửa đêm, Viêm Thác đột nhiên tỉnh. Vì đã vào khu vực có đá phát sáng nên trong lều vải không tối lắm, mờ mờ, hắn thấy người ngồi dậy bên cạnh. Chuyến này chỉ mang hai lều vải đơn giản, một lều dư dung và tước trà dùng chung. Hắn dùng một lều, sau khi tìm thấy Nhấp Cửu La, nàng tự nhiên ở cùng hắn. Giờ, người ngồi dậy bên cạnh. Viêm Thác đầu óc tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy, vừa mừng vừa sợ, nhưng sợ đánh thức người khác cố gắng hạ giọng, a à la, ngươi tỉnh rồi. Vừa nói vừa tìm đèn pin, trước chiếu sáng, tranh thủ thời gian tách sáng. Nhếp cửu la quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen, có lẽ do ngủ quá lâu, trên mặt có chút mờ mịt, tóc dài khô phất bên mặt, có chút rối, có vài sợi vảnh lên. Vì có người nhìn, nàng tập trung ánh mắt, biểu cảm ngây thơ dần biến mất, biểu cảm thêm phần tươi tình. Gặp lại sau thời gian dài, viêm thác tim đập mạnh không biết nói gì ngươi có muốn uống nước hoặc ăn chút gì không nhấp cửu la dò xét hắn một lượt cầm dần dơ lên viêm thác cảm thấy bất an quả nhiên ánh mắt khinh thường coi hắn như không khí thần thái giả vờ lại xuất hiện hừ lạnh một tiếng hừ xong tay nhặt một lọn tóc tóc khô cảm giác rất cứng nghe cũng giòn nhấp cửu la mặt ghét bỏ hỏi đi đâu tắm dừa? giọng rất mạnh, cũng không hạ âm lượng, lều bên cạnh có tiếng sột soạt, chắc là dư dung và các nàng cũng tình. Trạng thái này không đúng, viêm thác chỗ thái dương giật giật, cẩn thận hỏi, a la, ngươi còn nhớ ta không? Nhấp cửu la liếc hắn một cái, không kiên nhẫn, nói, nhìn quen mắt. Viêm thác trong lòng trầm xuống, tình huống hắn lo lắng nhất xuất hiện. Nuốt sinh tử đao, với người có tác dụng phụ điên đao thật sự có thể từ nghĩa mặt chữ mà hiểu, chính là nổi điên. Nhếp cửu la hiện tại dị thường, là do lực kia chưa hết, hay thật sự điên, không thể nghịch lại. Viêm thác môi khô, nhất thời không nói được gì. Nhếp cửu la chê hắn chất phác, giọng càng không kiên nhẫn, hỏi người đó, đi đâu tắm rửa. Viêm thác, nơi này, không có cách nào tắm rửa. Không có cách nào tắm rửa là sao? Nhiếp cửu la giận, kéo khóa lều ra ngoài, viêm thắc sợ nàng lầm lỡ, tranh thủ cùng ra. May mắn, nàng không nhảy ra khói lều, chỉ là tường bách xuyên, vốn uốn mình chán nản, nghe tiếng động, coi như gặp người sống, nhảy lên đến gần, lông tóc dựng đứng, trong cổ kêu ổ u, bộc lộ bộ mặt hung ác. Đúng lúc gặp nguy hiểm, nhếp cửu la mắt lạnh, năm ngón tay thành chảo, cười lạnh, cái quái gì? Vừa nói vừa tiến về phía tường Bách Xuyên. Thấy nàng muốn làm thịt hắn, Viêm Thác sợ đến tê cả da đầu, vội tiến lên chắn giữa nàng và tường bách xuyên, vừa lùi về phía sau, "A à la, a à la nghe ta nói." Cuối cùng không còn cách, nghiêm nghị hô, "A à la." Một tiếng này có hiệu quả, Nhấp Cửu La dừng bước, dương mắt lạnh lùng liếc hắn. Sau lưng không xa, từ trong lều nhô đầu ra dư dung vội hét, "Viêm Thác, trấn an. Trấn An, không ai đánh thắng được nàng." đường này vượt qua địa kiêu và bạch đồng quỷ, nếu cuối cùng chết dưới tay nhiếp cửu la, thật là oan hơn đậu Nga, chết cũng không nói rõ lý lẽ. Viêm thác cố cười, cố gắng phong thích thiện ý, a à la, lư tỷ đã chuẩn bị nước tắm, nhưng cách xa, phải đi lâu. Rõ ràng, lư tỷ cũng có ấn tượng, nói không chừng còn quen hơn hắn, dù sao nàng biết lư tỷ sớm hơn hắn. Đường xa, không biết lái xe sao? viêm thác chỉ quanh người nhìn địa hình xe không vào được sẽ không sửa đường sao mấy vòng đối đáp viêm thác hiểu người điên có logic riêng phải thuận theo nàng nói nàng là quả táo nhỏ người đừng nói là viên lê hắn nói đang sửa công nhân tay chân chậm còn chưa xong a à la chúng ta nghỉ ngơi trước nghỉ xong sẽ tắm nhếp cửu la nghĩ nghĩ thấy hợp lý không xoắn suýt tắm nữa chỉ nhìn tưởng bách xuyên viêm thác hiểu ta giúp ngươi đuổi đi thấy đuổi đi không hợp ý nàng đổi giọng làm thịt hắn nhếp cửu la không tìm thấy sai nhìn quanh không có cách đứng vài giây hừ một tiếng quay vào lều dư dung và tức trà đầu nhô ra từ lều thấy nàng tới gần đồng loạt rụt vào sợ bị bắt một lát sau viêm thác tới vén lều các nàng chỉ tưởng bách xuyên nói nhỏ Tranh thủ đuổi đi thôi dư dùng nhẹ gật đầu chỉ đầu nàng cái này là tạm thời hay viêm thác lắc đầu không biết đi một bước nhìn một bước phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn